con ráng làm cho được tay nghe. Dạ. Nó mới làm á, sao bác không điểm qua câu khác cho nó dễ hơn, chứ không này khó lắm. Bác muốn nó tự tay làm cái bánh, coi coi cái năng khiếu nó cỡ nào. Nghề nào cũng vậy hết á, con phải cần có cái năng khiếu, phải giỏi thì sau này mới quản lý được chứ con. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là con sắp thất nghiệp rồi đúng không? Bác bây giờ bắt đầu hưởng phước rồi. Nếu mà thằng Nam cai nghiện rồi á, bây giờ nó còn phụ bác nữa. Không bao giờ. Nếu mà con không có bỏ bác á, bác còn cái lò bánh này á, thì bác không bao giờ bỏ con. Cảm ơn bác, bác làm con hồi hộp. Con không ngờ anh Nam lại cai nghiện được. Mày tiếc hả? Sao lúc trước mày không chịu nó? Dì cứ ghẹo con hoài, chị Dương hiểu làm chết con luôn á. Không có gì đâu em. Thôi, con cứ làm tiếp đi. Dạ. Để nội ra đó. Coi Nam ha. Dạ.